thôi. Tiếp theo là mã 32. Một cây con, hai cây con. Cây con cao khoảng 7 cm. Tiếp theo mã 30, 31 và 2, mã 33. Một cây con, hai cây con. Hai cây con cao khoảng 3 đến 4 cm. Tiếp theo mã 34. Một cây con, hai cây con, ba cây con. Hai mầm cao khoảng 2 cm, một mầm cao khoảng 6 cm. Một mầm mới nhú nữa. Một mầm mới nhú. Mã 34. Mã 34 có một cây con khoảng 2 cm. Một cây con, hai cây con khoảng 5 cm. Mã 37. Một cây con, hai cây con. Hai cây cao khoảng 7 cm, có hai cây thôi, có hai cây thôi các bạn, cao khoảng 7 cm. Quang Lam Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.